Sao? Ai làm mày buồn? Đi ra ngoài. Khai. Ai làm mày buồn? Con chó. Cười đi. Say rượu. Chiến tích. Anh Tiến cười lên mắt. Anh Tiến. Anh ơi, mẹ thằng Vũ vừa làm gãy giường. Anh Vũ vừa làm gãy giường anh ạ. Bảo rồi, giường đấy mày phải thận. Anh ơi, thông cảm. Mày nói phát biểu một vài ý kiến. Này. Quá là cái giường này đều quá tải. Mẹ ta rời, anh ta vừa làm một phát vừa lên sạch. Vũ vào cái giường ơi. Mẹ. Mày đi mổ đi. Mẹ sao? Kêu cái lồn. Anh Tiến, anh cho một số ý kiến về việc vụ này, vụ việc này anh Tiến, anh thử cho ý kiến. Mày ghê chân ghê mày. Vâng. Anh đây là anh Việt, anh cho ý kiến. Theo mình ấy, thì bạn Vũ hành xử như thế là không tốt. Bao nhà nghỉ nhẹ nhàng tình cảm. Vâng. Làm cho không mãi. Theo mình thế là không được. Vâng anh. Vâng. Cảm ơn ý kiến đóng góp của anh. Bây giờ là bạn Vinh. Bạn xin hãy bạn hãy cho một số ý kiến về việc hành động của bạn Vũ. Mình thấy rằng là cái việc vừa xảy ra vừa rồi thì bạn Vũ và bạn nó rất là vãi. Tốt nhất là bạn nên đừng nên nói bận nhé. Đúng không? Anh Đức, xin anh hãy cho ý kiến về hành động của bạn Vũ. Đây, người phải chịu trả, chịu trách nhiệm. Hình sự. Xong. Đây. Đây là anh Vũ. Đây là sát thủ. Đây. Thôi. Còn đây là anh gì? Cái bà gì? Chết mẹ rồi. Đây. Anh. Đây là nhân chứng thứ hai của vụ việc. Bạn Vũ làm như thế là không được. Sao lại có thể có những hành động quá đáng như vậy nhỉ? Mai up lên YouTube. Không luôn đấy. Hot boy Pavate. Vũ ơi, mày cầm vô tao cái này. Vâng, em cầm. Cười lên. Cái con mẹ giường. Chuyện mẹ xưa nay chưa từng có. Nằm thì mẹ bọn nó đụng nhau ở mâm mâm còn không gãy giường. Ôi trời, chóng sẵn rồi. YouTube à? Nó lên YouTube. Chứ phải tại sao mà ta vừa làm mình phát nó bị gãy giường à? Rồi bộ ép ông làm chụp mạ. Nhưng mà sao? Cái giường yếu quá rồi. Mà anh dặn ta từ buổi chiều còn gì nữa. Có được hết mà em đặt lệ vào rồi. Đặt đệm liệu có cân không? 7, 3, 7, 3, 3. Anh ơi, sao hết cỡ mà nó thừa rất thừa. Quay ngược lại anh ơi. Anh thử nói phát biểu cảm nghĩ của mình. Anh là ai ạ? Tôi là gì cả, tôi từ giường bên mà tôi phải sang đây tôi can thiệp cái vụ gãy giường này. Chào mình ấy, thằng Vũ làm thế ta đéo được. Đó ký. Ngược lại. Bé giờ đi nhà nghỉ rất nhiều lần. Nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy là cái vụ một mình thủ dâm một gãy giường. Đây là diễn viên chính trong phim 2 phòng ngủ tu bedroom của sinh viên đại học sân khấu điện ảnh Hồ Chí Minh.